Đây là khu vực hoành tráng quá anh. Này mấy chục đấy ạ? 35 triệu. Thì đấy, chuyên điền này. Chuyên điền 35 triệu. Ui mẹ, giống cái con của thằng Thái Bình nó ngày ấy với em quá. Hôm trước nó gửi em quay quái hơn thế này 7 đồng. Nhưng mà nó cao to như này, thấp hơn tí. 35 triệu. Để quay xem nó như nào. Đẹp quá, đẹp quá. Chất lượng đấy. Cái này bao tiền đấy em ơi? Ơi Tuyền, mình phẩm như nào về cây này? Cây này đánh giá thế nào? Đánh giá thì cái này cắt nào tiền của em? Điền mà như này thì tốt quá. Đồ toàn đồ vào nhà anh à. Đẹp quá. Anh mời cắt cạnh đây khoảng 10 ngày. Bỏ đi chơi mới khoái, sau nó rụt lại. Để bóng bán nó không được bao tiền. Đúng rồi, mà để bóng nó khó lắm. Anh xác định anh để anh làm để uống đấy. Chân chiếc đầy đủ ấy. Thợ ông vào nhà gặp đều 15 triệu. Chân chiếc đầy đủ ấy. Đây, kéo ra đây rồi chúng ta vào anh để cho em. Đẹp đấy. Chỉ mẹ chỉ có điền mới có được như này thôi. Như là lên đây giật này. Đấy, giật. Giật. Cây cắt giật này mọi cây mình tỏ được thời gian. Đấy. Đây đây một phút đây giật bắt đây mít hết sạch rồi. Mím điền này mím rất hay, điền chơi nó hay ở cái chỗ ấy. Ngập rất là nhanh. 35 đồng. Đẹp đấy. Này phải thợ chơi mới xứng tầm. À đấy. Đi vượt cây nhưng mà không chắc. Chắc lại không được cây đào. Có kiểu một mai bé người nắm tay. Ở đằng kia. Ông mua rồi. À. Mua rồi anh. Thế cũng biết rồi bảo mua đi bán hoặc đi bán. Ông ấy đi bán á? Ông bảo thế còn nhà quay về quận nhà hết cây. Sung. Nhiều quả nha. Thích nha. Đấy. Đấy, 35 triệu còn cứ lay lắt đứng đây. Đấy, ông ấy có vẻ kết rồi đấy. Vui đấy. Tí nữa cho anh xem ảnh con của ông Thái Bình này. Còn ngon hơn con này. Lùn hơn. Nhưng mà nó là hàng chung rồi, khó chơi. Ôm về mình không có chỗ để, mệt lắm. À, bên này có con xanh già đấy chứ. Để sang bên này. Đấy. Xin phép quay phim tí chú nhá. Này mang cái này đi chú. Không à? Con này bao nhiêu rồi bác? Của mình à? Con này của mình à? Bao tiền đấy? Bao tiền? 10 triệu. 10 triệu à? Tới rồi đấy.
bán hàng đấy. Đẹp đấy, cũng đẹp đấy nhỉ. Quên không hỏi, những phôi xanh này không biết bao tiền. Hỏi mấy ông này, hỏi ông ấy này, ông chả bao giờ ông nói giá chuẩn. Tường vi. Trăm một chậu hoa này. Mình là xuống đây đang một đang triển lãm to lắm, không lên như đấy. Bác đây làm tí phóng sự cho vui. Đi chợ. Cây đẹp quá nhỉ, bác cây. Bữa suốt ngày quay. Cái cây đa này bao tiền nhỉ? À. Đâu rồi? Bao tiền cây đa này? 5 triệu à? Hơi cao nhỉ? Cây hơi cao chứ không phải là 5 triệu à? Đâu, cây của mình là những cây nào? À, cây này là cây lộc vượng à? Cây đề là không phải. Con này dám mà nó lùn lại thì vui sao quá. Sung ba tiền đi. Sung hay sung nếp, sung nếp quả. Thế là bao tiền này? Người lấy 3 triệu rưỡi. Đấy chưa? 3 triệu rưỡi. Nhiều người hỏi quá. 3 triệu rưỡi đắt. Trong bao nhiêu anh? 1 triệu. Khó quá. Đây này, khu vực đồ Nhật cũ. Đồ Nhật cũ. Nhật cũ. Đi mua cái vé này khó này. Đẹp. Quả quả kiếp chi chít ngọc lâu như thế. Giá mà cây này mà giá mà nó thấp chỉ tầm đến đây, thu nhỏ nó tất nhiên là cái mình mong muốn như thế thôi, nhưng mà cây này thì không thể thu lại được. 5 triệu. Cây này thì nó phục diện lại cây tập trung mới được. Hơi trung, gần trung, hơi cao to, nhưng mà tiền thì cũng có chuyện chuyện khác. Cao to, sạch sẽ. Rồi, một cái lộc vườn này.
về. Về hay chứ. Bán được cây nào đấy chú? Chưa đang được cây nào đâu. 1, 2. Xuống triển lãm bán cho vui. Triển lãm ở đâu? Ờ, Đông Anh ấy. Hôm qua sang nhà ấy nhưng đi khách. À, đi khách vắng đúng không? Mới cuối tuần thì có. Cái hàng này của chú hết à? Đi đây, chân dưới luôn. Đây à? Đấy, cho tôi cả. Tất à? Cả, cả. Có cả si siếc à? Có cả si siếc à? Đấy. Ghê nhỉ? Mở hàng kia chú? Đã mở hàng chưa? Mang cho bản áo kia rồi. Mang cả phi lao này đi à? Phi lao này à, à bán trong lập à? 5 triệu, làm 2 triệu. À, to quá, không chơi được. Không có chỗ để. Đây. Biết rồi, to quá chả chơi được. Hỏi xem thôi. Quay lên. Quay cái sung quả kìa. Vâng. Sung quả ấy. Quay quảng cáo được bao. Cái này nhất trí. 500 ạ. Đúng đẹp. Cái đây này, cái này tiền hơn. Đấy. Đọc đọc luôn vào đây. Đọc luôn cho người ta biết luôn. 0936 0936 80 6659 6659. Có Hưng nhỉ? Cái này là mấy đồng rồi người ta hỏi con biết đây. 3 đồng rưỡi. 3 đồng rưỡi. Hỏi khách thì 5 đồng. Phi lao 3 đồng rưỡi. Còn cây sung thì vừa nãy biết rồi nhỉ? Sung vừa nãy biết rồi. Sung vừa nãy bán được giá thì chi phần trăm à? Không, cái không 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 cần, không không lấy ai, cứ gọi trực tiếp hỏi thôi. Ba đồng rưỡi đấy, không không phải phần trăm một chiếc gì đâu. Ai quay cái sung là 2,5 triệu. 2,5 triệu à? Vừa nãy ba mấy mà, vừa nãy bảo ba mấy cơ mà. Ba mấy chưa bán thì từ 2 triệu rồi. Ai thích thì alo thương lượng. Thương lượng. Thương lượng đó. Hoa lan nó bán ở chỗ nào bác nhỉ? Hoa lan này lên trên này ạ. Đây là cái ngõ này ạ. Cái thẳng cái ngõ này vào. Vâng, vâng. Sung quả này nhiêu tiền đấy? Đấy. Có hư rồi. Thích nhỉ? Thích cái quả. Anh lấy cái này thì 3 triệu. 3 triệu cái đều. Dê đỏ đây, trắng nó to. Dê đỏ nó to. Dê đỏ nó có cái lộc đẹp. Dê đỏ đẹp. Có cái lộc đẹp. Đỏ chót. Dê trắng nó đẹp. Lộc bồ đề. Lâu lắm. Đẹp nhỉ. Quả cái thích. Cái xung này ra quả thì lục. Đấy thì khách hàng của bác Hưng thì alo với bác nhé. Rồi, chúng ta cùng